nhìn lại. Đây, bàn cờ bên đây mới là bàn cờ chủ quân này. Bàn bên đây là chủ quân. Ta được một bàn bên đây. Chạy đi đâu? Chiếu. Ôi giời. Chạy đi đâu? Bàn bên đây mới là bàn chủ quân. Mà cũng được. Cháu đang chiếu này. Tôi sẽ để xe anh, tôi sẽ luôn. Xe anh bảo xin luôn. Sai rồi. Xe đánh vào chiếu thì mới thoát được nhỉ. Sai rồi. Chiếu. Thầy chắc con lại bị quá. Không thể được. Chiếu. Bật pháo vào dòng. Xe đánh vào chiếu luôn hay. Chạy đây. Là pháo này mà sống pháo thì chạy đéo được cãi nữa. Không có con đánh. Không có con đánh. Đánh con này đi tớ là. Thế là đánh sĩ tay mới đúng. Nhầm. Đâu phải đơn giản gì. Không có cháu nhầm. Nhầm nhầm cái gì đó. Không có nước cái gì đơn giản đấy nhưng mà lại nhầm. Ăn cái này hả? Để cho ăn đi. Nên phải đánh sĩ đi nhá. Đốt mình tốt. Đập tốt này. Đây này, đây này. Bắt được tốt này này. Tốt này này, tốt cạnh này. Anh biết. Tiện thôi đi. Đâm tốt lửa tiếp đến. Vừa cũng phải lùa con vơ đi. Vào đâu? Ở đâu thì mã ăn ngay. Con vay ra đây. Ờ, 6 năm này. Ông đó ông tạm dẫn 6 năm này. 6 năm được rồi. Năm sau rồi. Ờ, 6 năm là bên đó đang bị lỗ một ván rồi đấy. Lỗ với cụ già một ván này. Đó nó xe đấy. Vẫn nhỏ gì. Đi thôi, 7 năm này. 7 năm. Lại ai? Ừ, nhưng mà cụ già vẫn còn nhanh hơn cả mình. À, chán rồi. Hả? Ừ, chán rồi. Chán. Không, vừa xe đám thì, nhưng mà đám nó hãm trong đội thì mình không lừa được. Xe cơ mà. Mình đánh với đám mà mình cũng loáng loáng đây thì thỉnh thoảng đục vật. Này. Nó hãm được mình đúng. Ờ, nó hãm, đám nó biết hãm trong đội nó cũng đã từng là một tay lái xe nên là nó lúc chạy 20 cây số giờ, lúc chạy 70 cây số giờ, lúc 80, lúc 90 nó thay đổi vận tốc liên tục. Vận tốc nó thay đổi liên tục. Thế nó không kiểu như mình 80 là 80. Xe ra này, con chứ mất con xe này không ra được. Thế này hơn đây là thế này hơn. Đấy sang đây. Chạy. Ôi trời, mất xe rồi. Đấy đã vào. Đấy lại xe. Sao? Nó chạy đâu? Con này chạy đâu? Đấy lại xe. Chú đấy. Về tựa. Ôi trời. Kịch. Từ từ. À, nó đến. Đỡ giờ được đấy. Con pháo mình đang ở nhà để giữ những cái sĩ này. Đúng rồi. Tiếp. Con pháo nước lên sĩ. Nước lên sĩ chạy bà thì
Anh biết cái đứa chất chất định của anh rồi. Em có được theo không? Bắt được người. Còn người được. Không mất xe thì mất pháo. Mất. Mất quên rồi. Mất nữa về. Nên này cháu nhìn nhanh gì? Chả làm gì. Chả làm gì mất quên rồi. Sao xe của ông không ra đây? Xe ra đây thì vẫn mất pháo, để nhầm rồi. Thì mất pháo còn hơn là mất xe. Thì ông không cần xe, thì ông cần gì xe thôi chứ. Chú. Đã chú gì nhờ. Chứng bá đi. Thế được, ông cụ già cũng kinh nhỉ. Là sao hả? Ơi đâu rồi, bắt cuộc đi. Rồi. Ôi bảy sáu. Không cần bắt gì lại hết. Bảy sáu rồi. Bắt gì đi được chứ là sao. Ờ, cụ còn chưa trước rồi nhỉ, cụ còn nhanh nhé. Bình thường là xong rồi nước ấy. Đưa nữa, đưa nữa. Có qua cái con đây. Có qua cái con đây. Cái này thì thối gì đâu mà. Đây gì đâu mà. Có ngỏ. Chiêu tương đi. Nhân tượng cái gì đâu. Xì à, có xì à, không sợ. Một cái ba này à? Bắt đi. Bắt đi. Bắt ngay. Bắt ngay. Ừ. Đây này là thoát cung thì chỉ đang tính này. Cái này đã, cứ bình tĩnh. Này. Anh tính về thoát cung đi. Đấu xe đi. Đấu. Sao đây đấy? Bác kia này, bác kia này. Cái anh kia kia, đấu xe à? Đấu được sao? Đấu có gì đấu? À, được. Đấu xe thì đấu đi. Sợ gì? À, xuống đấy. Xuống đi. Xuống cha nó bỏ rồi. Sang bên đây vẫn mã, xe sang đây. Có vẫn mã, vẫn mã thì họ lại chạy được. Hai đường mã nữa. Thế đấy. Bắt trượng đi thì
Một bật pháo của ta. Gạt ra một nước. Gạt ra bên kia. Gạt pháo. Bắt trợ đi. Bỏ. Chiêu trương vật thiệt. Nhầm nhầm. Lên. Bị mất pháo đầu rồi còn đâu. Rồi đâu rồi. Ta. Ông vỗ nhanh thế. Chăm cháu rồi. Đi chùa chết. Bỏ xe à? Mất pháo đầu rồi. Bỏ xe. Bỏ xe. Thôi ghế đi. Anh đi. Đi bỏ xe. Xe tốt đấy đi bác sĩ. Ai thế? Anh hiểu mà nó lẫn. Lẫn thật đi. Ờ. Ở đây là hai bên đó đều lẫn này. Hai bên đó đều lẫn. Về.